Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc Võng Phan. Kinh nghiệm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ. Huyện Kim Động đầu tư xây dựng nhiều trường học, nâng cao tiêu chí giáo dục. Tồn đọng các phương tiện vi phạm giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 47 về việc triển khai thi hành luật căn cước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan các địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí, tổ chức tuyên truyền phổ biến về luật căn cước, tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật căn cước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công. Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước đảm bảo an ninh an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật căn cước, tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân theo quy định tại luật căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành, kiểm tra việc thi hành luật căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật. Để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 và mục tiêu xây dựng toàn huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Trong năm 2024, huyện Văn Lâm phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho 27 dự án trọng điểm có tính động lực trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của huyện đã yêu cầu tập trung cao độ quyết tâm quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và giao tiến độ cụ thể cho từng dự án. Trong đó, có hai dự án quan trọng quốc gia là đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trước quý 3 năm 2024. Và đường dây 500 kV Nam Định Phố Nối hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Các dự án giao thông quan trọng của tỉnh như đường DT380, DT385 phấn đấu hoàn thành trong quý 2. Một số tuyến đường huyện như đường DH15, DH18, DH19 hoàn thành trong quý 4. Tuyến đường động lực của đô thị Văn Lâm tương lai là đường gom phía Nam, đường sắt giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Cụm công nghiệp Minh Khai sẽ bàn giao 100% mặt bằng trong quý 1 và cụm công nghiệp Minh Hải 1 hoàn thành trong quý 3. Hai dự án đô thị quan trọng là khu đô thị Đại An và khu đô thị Hoàng Vương sẽ bàn giao 100% mặt bằng trong quý 2. Một số dự án đấu giá đất của huyện tại thị trấn Như Quỳnh, xã Chỉ Đạo, Đại Đồng sẽ hoàn thành trong quý 2 và quý 3. Tổng số diện tích cần giải phóng mặt bằng trong năm 2024 của 27 dự án này là khoảng 200 ha. Năm 2023, huyện Văn Lâm giải phóng mặt bằng được trên 150 ha cho các dự án. Xác định đường Tân Phúc Võng Phan là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Ân Thi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án Tân Phúc Võng Phan, xã Hoàng Hoa 8 phải di chuyển khoảng 200 ngôi mộ, trong đó có 150 ngôi mộ nghĩa trang thôn An Bá, khoảng 50 ngôi mộ nằm rải rác ở thôn Đanh Xá và Minh Lý. Đến nay, dù đã nhận được tiền bồi thường hỗ trợ, nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa thể di chuyển mộ của người thân. Bởi khu nghĩa trang mới của thôn An Bá và diện tích mở rộng nghĩa trang thôn Minh Lý vẫn chưa hoàn thành thủ tục quy hoạch sử dụng đất. Đối với phía nam của cái cầu Tam Đô của con đường Tân Phúc Võng Phan của thôn Minh Lý và Đanh Xá, trước Tết Nguyên đán của Giáp Thìn thì các hộ cũng đã di chuyển các ngôi mộ này là về cái nghĩa trang ấy, cũ của các thôn. Đối với nghĩa trang An Bá thì chưa được phê duyệt cái vị trí của nghĩa trang mới. Vậy chúng tôi cũng đề nghị là các cấp có thẩm quyền cũng tạo điều kiện và đẩy nhanh tiến độ và phê duyệt cái vị trí nghĩa trang của thôn An Bá. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan đoạn qua huyện Ân Thi có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 8 ha. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã chi trả bồi thường hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp cho 920 trên 934 hộ, bồi thường hỗ trợ di chuyển 216 trên 322 ngôi mộ, đồng thời kiểm đếm và thẩm định phương án bồi thường đối với cây trồng. Riêng 62 hộ thuộc diện thu hồi đất ở, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành thông báo thu hồi và tiến hành kê khai kiểm đếm. Hiện tại,
khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc – Võng Phan là việc xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất ở và quy hoạch đất để di chuyển mồ mả. Là đề nghị tỉnh sớm cho điều chỉnh cái quy hoạch sử dụng đất. Khi có quy hoạch sử dụng đất thì chúng tôi sẽ có kế hoạch sử dụng đất, sau đó chúng tôi mới ra quyết định thu hồi đất. Đối với lại các vị trí tái định cư thì chúng tôi đã ra quyết định thu hồi đất của từng hộ dân. Hiện nay thì đang chờ tiền để chúng tôi chi trả để bàn giao đất cho các đơn vị thi công về hạ tầng. Xác định đường Tân Phúc – Võng Phan là dự án trọng điểm có nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Ân Thi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với phương châm khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, giải quyết dứt điểm từng trường hợp. Huyện Ân Thi phấn đấu sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Giải phóng mặt bằng là việc làm khó, song nhờ vận dụng linh hoạt các biện pháp để nhân dân hiểu được chủ trương thu hồi đất của nhà nước, nên những năm qua, công tác giải phóng mặt bằng của thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Gia đình ông Phạm Văn Thành có trên 4 sào và gia đình ông Phạm Văn Toàn có trên 5 sào đất nông nghiệp. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào những diện tích này, nhưng được thông báo thu hồi 100% diện tích phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và dự án đường liên tỉnh Hà Nội – Hương Yên kéo dài. Bản thân các ông rất băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách của nhà nước khi thu hồi các diện tích trên, gia đình ông Thành, ông Toàn đã vui vẻ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Làm con đường nó thuận lợi cho tất cả nhân dân đi lại thì thôi, tôi cũng bàn giao. Chủ trương chung của nhà nước, thế mà sau lấy hết đất rồi thì gia đình chúng tôi, con cháu được vào làm công việc ở các công ty, nhà máy, nên là sinh hoạt cũng được đầy đủ hơn trước, làm sản xuất nông nghiệp. Thị trấn Yên Mỹ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 13 dự án, trong đó có 2 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 có tổng diện tích thu hồi 12 hectare của 200 hộ và dự án đường liên tỉnh Hà Nội – Hương Yên kéo dài của trên 50 hộ dân. Còn lại là dự án của huyện, của địa phương với tổng diện tích thu hồi hàng trăm hecta của trên 1.000 hộ dân. Trong đó, việc khó khăn nhất là di chuyển gần 300 ngôi mộ. Nhưng khi được tuyên truyền về chủ trương đúng đắn của việc mở rộng các tuyến đường, thì 100% hộ dân thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã đồng thuận di rời phần mộ của gia đình để bàn giao mặt bằng cho dự án. Nằm trong diện tích có 195 ngôi mộ là mộ chìm và mộ vô danh không có người nhận. Thì ban lãnh đạo thôn cũng tham mưu cho đảng ủy ban tuyên truyền và cũng đã thông báo, và khi không còn ai nhận nữa thì làm theo đúng tâm linh và đã di chuyển được 195 ngôi mộ vào tại đất nghĩa trang. Thành lập các đoàn cấp thị trấn và cũng như là giao cho các thôn về họp triển khai đến các ban ngành đoàn thể và những gia đình có uy tín ở các thôn để vận động tuyên truyền nhân dân trong các thôn xóm chấp hành chủ trương những cái công tác về thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn. Các giải pháp nêu trên cùng với việc công khai phương án thu hồi đất, phương án bồi thường, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị phản ánh của người dân, các đơn thư liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đã giúp thị trấn Yên Mỹ nhận được sự đồng thuận của nhân dân, từ đó hầu hết các dự án được thực hiện khởi công đúng theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã lồng ghép các nguồn dự án để triển khai thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, qua đó giúp cho cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn. Thời gian qua, xã Toàn Thắng đã dành nguồn lực lớn để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường trên địa bàn. Bên cạnh trường mầm non đạt chuẩn cấp độ 1, năm 2023, xã đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây mới một dãy nhà 3 tầng gồm 12 phòng học và khu hiệu bộ cho trường trung học cơ sở, xây mới một dãy nhà 2 tầng và khu hiệu bộ cho trường tiểu học với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Với cơ sở vật chất khang trang, năm 2023, trường trung học cơ sở đạt chuẩn cấp độ 2, trường tiểu học phấn đấu đạt chuẩn cấp độ 2 trong năm 2024.
Ngôi trường mới này là có những thiết bị rất tốt giúp chúng em học tập dễ dàng hơn. Chúng cháu rất vui và hạnh phúc khi được học tập trong một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, có thầy cô và bạn bè rất thân thiện, cũng rất ưng ý với cả điều kiện vật chất của trường. Bản thân mình khi về đây là trường còn đang, cơ sở vật chất còn đang rất ngổn ngang, xây dựng công tác dạy học nó cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà sau khi trường đã trở nên khang trang, sạch đẹp hơn thì cái quá trình công tác giảng dạy của mình, cả thầy và trò cảm thấy hứng thú hơn rất là nhiều, học tập cũng cảm thấy tốt hơn. Xã sẽ tiếp tục phải hoàn thiện về cơ sở vật chất đối với trường tiểu học, đó là một dãy 2 tầng 10 phòng và khu nhà đa năng của trường tiểu học để hoàn thành cái tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục trong năm 2024. Những ngày này, thầy và trò trường trung học cơ sở Vĩnh Xá rất háo hức khi dự án xây dựng cải tạo trường đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Các công trình dãy nhà hiệu bộ, 8 phòng học bộ môn, 4 phòng học chức năng, sân và lán xe với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Khi được hoàn thành sẽ giải quyết được vấn đề thiếu phòng học và phòng học chật chội của nhà trường trong nhiều năm, đồng thời tạo không gian vui chơi cho học sinh. Chúng tôi cũng sẽ đầu tư các cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị để cho phòng chức năng của nhà trường sẽ tốt hơn. Vào năm 2024 này sẽ mục đích là chúng tôi sẽ đón chuẩn trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất rồi các trang thiết bị từng bước sẽ được trang bị, sẽ đáp ứng tốt được cái việc thực hiện công tác giảng dạy. Từ năm 2023 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã đầu tư xây mới và sửa chữa 64 công trình trường học với diện tích hơn 1.100 m², tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Cùng với đó đã đầu tư thêm hơn 400 máy vi tính cho phòng tin học của học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Việc đầu tư cơ sở vật chất đã góp phần củng cố tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Dù không phải là đơn vị trọng điểm trong công tác giáo dục mũi nhọn của tỉnh, nhưng trường Trung học phổ thông Khoái Châu đã có những bước đột phá trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Trong 2 năm liên tiếp, trường Trung học phổ thông Khoái Châu liên tiếp có học sinh vượt qua các vòng loại và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Hưng Yên. Năm 2024, trường có 4 học sinh trúng tuyển, em Hoàng Hải Phong đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tin học. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 38 trên 53 học sinh đoạt giải gồm 2 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 17 giải khuyến khích. Không chỉ vậy, học sinh trường Trung học phổ thông Khoái Châu còn được tạo điều kiện tham gia nhiều cuộc thi cạnh tranh với học sinh các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước. Tiêu biểu như chạy hè Hùng Vương, 11 trên 25 học sinh tham gia đoạt giải, trong đó có 1 huy chương vàng. Trong cuộc thi Olympic tin học miền Trung Tây Nguyên, 5 trên 5 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Ngoài ra còn có nhiều cuộc thi khác như tiếng Anh trên mạng, tin học trẻ các cấp. Những thành tích này là kết quả của quá trình phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngay từ năm học đầu cấp. Nhà trường phải xây dựng lộ trình từ đầu năm học và từ khối 10, khối 12 thì tăng cường hơn và được rà soát nhiều lần để chọn những nhân tố phù hợp. Những giáo viên được tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi phải có chuyên môn vững vàng, say sưa với nghề. Thưa quý vị và các bạn, khá nhiều phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông. Sau thời gian bị tạm giữ, các chủ phương tiện đã không quay trở lại giải quyết. Thực tế này khiến cho công an các địa phương gặp khó khăn trong việc trông giữ bảo quản trong thời gian chờ xử lý. Tại công an thành phố Hưng Yên, hiện đang tồn đọng hơn 200 phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông, chủ yếu là xe máy. Đáng nói là trong số đó có tới hơn 70% các phương tiện đã có hạn tạm giữ và sau 2 lần thông báo nhưng chủ phương tiện không đến giải quyết. Trong khi đó, đơn vị vẫn phải thực hiện công tác bảo quản, trông giữ an toàn cho tới khi thanh lý xong. Cái bãi để xe cũng rất là nhỏ hẹp, thì hiện tại cũng chỉ để xe tại trụ sở cơ quan, cơ bản chưa được đảm bảo. Cái nguy cơ thì cháy nổ cũng có thể xảy ra. Công an thành phố cũng đã đề nghị xây dựng các cái lán để xe đảm bảo theo quy định để tạm giữ trông giữ xe. Tại công an huyện Tiên Lữ, từ cuối năm 2023, đơn vị này đã phối hợp thanh lý được trên 90 phương tiện tồn đọng của những năm trước. Nhưng hiện vẫn còn hàng trăm phương tiện, trong đó có những phương tiện tồn đọng cách đây vài năm. Và chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, đơn vị này đã thu giữ 97 phương tiện vi phạm. Dù rất nhiều phương tiện đã đủ điều kiện thanh lý, tuy nhiên để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ,
để thanh lý thì không phải một sớm một chiều. Cụ thể, đơn vị phải tiến hành rà soát, xác minh rõ nguồn gốc đăng ký chủ sở hữu xe. Những cái phương tiện nào có đầu đảm bảo điều kiện để thanh lý thì cơ quan với cả đội sẽ làm các cái thủ tục xử lý. Vâng, thì khó khăn thì là cái bãi tạm giữ của đơn vị thì là nó hạn còn bé và cái có thể cái sẽ có cái nguy cơ cháy nổ nên anh em vẫn phải thường xuyên để kiểm tra và bảo vệ. Đây cũng là tình trạng chung của tất cả công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nguyên nhân chính là do mức phạt tăng cao mà giá trị phương tiện bị tạm giữ thấp. Nhiều xe trôi nổi, không giấy tờ, dẫn đến chủ bỏ không đến lấy. Theo quy định, các phương tiện sau thời gian quy định tạm giữ mà cơ quan chức năng đã thông báo mà chủ không trở lại giải quyết thì các phương tiện này sẽ bị tịch thu đấu giá xung công quỹ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ các thủ tục, hầu như tất cả đều không có kho bãi để trông giữ. Vì thế, cùng với việc giá trị các phương tiện bị hư hỏng là nguy cơ cháy nổ cũng rất cao, gây ra khó khăn, bất cập của các đơn vị quản lý trông giữ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh có chiều hướng gia tăng, gây ra những hệ lụy cho xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của học sinh, trong đó nguyên nhân quan trọng là do các em thiếu hiểu biết về pháp luật. Vi phạm luật giao thông đường bộ, chưa có văn hóa khi tham gia giao thông là hành vi vi phạm phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Trên các tuyến đường có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh không tuân thủ luật giao thông như đi xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, thậm chí vô tư vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho chính các em và cho người đi đường. Những hành vi vi phạm pháp luật khác ở lứa tuổi học sinh gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội như gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy. Độ tuổi phạm tội chủ yếu từ 13 đến 17 tuổi. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 44 vụ với 165 đối tượng là học sinh có những hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, cơ quan chức năng khởi tố 27 vụ với 65 đối tượng. Đặc biệt trong thời gian qua, nổi lên tình trạng phạm tội theo nhóm. Học sinh bị các đối tượng xấu lôi kéo, rủ rê thông qua mạng xã hội để tham gia gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác. Thứ nhất là phải có sự tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, các sở, các ngành liên quan phối hợp với lại nhà trường để tổ chức các cái buổi, các cái lớp để tuyên truyền về kiến thức pháp luật cũng như là tác hại từ những cái hành vi vi phạm pháp luật gây ra để các cháu từ trên ghế nhà trường các cháu đã nhận thức được và tránh xa. Và thứ hai nữa là đẩy mạnh công tác lắm tình hình từ cơ sở. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ tổ chức tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho gần 900 cán bộ, giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Liêu Xá và đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Tại buổi tuyên truyền, đại diện các cơ sở tôn giáo cùng giáo viên và các em học sinh đã được đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cung cấp thông tin tình hình cháy nổ của cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh, cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy nổ, nhất là ở những nơi tập trung đông người như chung cư mini, nhà trọ cao tầng, nơi thờ tự, hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn cơ bản phù hợp với độ tuổi khi có cháy nổ xảy ra và cách sử dụng bình chữa cháy để xử lý sự cố khi phát hiện đám cháy trong trường học, gia đình, biện pháp đề phòng, hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tránh sự cố cháy xảy ra trong nhà trường và trong sinh hoạt gia đình. Cháu rút ra được một bài học là nên chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng cũng như là hành trang quan trọng trong cuộc sống để có thể ứng phó kịp thời trước những cái tình huống bất ngờ xảy ra. Cái thứ hai là lên nâng cao cái ý thức của mọi người đến các vấn đề về cháy. Chúng tôi về tuyên truyền vận động các cơ sở thờ tự cũng như bà con nhân dân Phật tử để thực hiện những cái công tác phòng cháy chữa cháy. Thông qua công tác tuyên truyền, giúp đại diện các cơ sở tôn giáo, các giáo viên và các em học sinh trên địa bàn huyện nắm được các kiến thức kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đại diện các cơ sở tôn giáo, trường học trong chấp hành các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị kiến thức kỹ năng để tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân,
để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hiệu quả các tình huống sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.